Voi châu Phi, với vẻ mạnh mẽ và uyển chuyển, là những sinh vật nổi bật trên cảnh quan châu Phi. Chúng có kích thước khổng lồ và đôi ngà voi đặc trưng, tạo nên một hình ảnh đáng nhớ. Tuy nhiên, con voi châu Phi không chỉ nổi tiếng về ngoại hình. Chúng có khả năng tưởng tượng và trí tuệ cao, đồng thời hiển thị sự thông minh và khéo léo trong giao tiếp xã hội. Với tinh thần gia đình mạnh mẽ, con voi châu Phi tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ và bảo vệ thành viên trong bầy đàn. Sự hiện diện của chúng là một biểu tượng của sức mạnh và sự đoàn kết trong tự nhiên.